Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến cái vấn đề, cái này gọi là mẹo vặt cho nó vui thôi. Lâu nay quý vị biết cái lọ gọi là V-Loop 40, là cái loại chúng ta hay dùng để mà xịt vào những cái chỗ nó dì xét, có phải không? Nhưng mà hôm nay theo lời tường trình của ký giả về Home Depot là anh chàng Princeton, anh ta nói rằng là cái lọ xịt V-Loop 40 làm được rất nhiều việc. Quý vị có thể muỗng nĩa mà nó bị dỉ, quý vị xịt vào nó cũng sẽ hết dỉ. Rồi quý vị lái xe khi gặp những cái vết dầu nhựa đường hay là dầu hắc dọc đường nó bắn lên, mình chùi không ra, nhưng mà xịt V-Loop 40 vào thì nó sẽ đi hết và chùi một cách nhẹ nhàng mà nó không bị hỏng cái sơn. Đấy, cho nên quý vị mà để cho cái lâu nay có nhiều người cứ dùng cái loại paint thinner, tức là cái loại làm cho nó mỏng sơn ra, thì mình xịt paint thinner vào, chùi thì những cái vết nó đi, nhưng mà sơn nó cũng đi luôn. Bởi vì quý vị đừng quên rằng cái chữ chính là paint thinner, tức là nó làm mỏng cái sơn, nó làm loãng cái sơn, thì đương nhiên là màu sơn nó phải mất màu. Còn cái V-Loop 40 này nó lại không làm mất màu sơn. Cho nên đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta nên hiểu. Rồi cái V-Loop 40 này nó còn lợi cái chỗ quý vị gặp những cái chewing gum, tức là những cái kẹo cao su ăn nó rất ra nhà mà muốn cậy đi khó khăn, dùng cái loại V-Loop 40 nó cũng giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Rồi ngoài ra V-Loop 40 còn có thể được cái W-40, V-Loop 40 chúng ta có thể dùng được ở trong những cái đánh đồng, những cái lọ đồng, những cái bạc, đồng bạc để chúng ta làm cho nó sáng thêm thì chúng ta cũng dùng được. Nhất là những cái kéo mà bằng sắt mà chúng ta dùng lâu ngày nó bị dỉ hay là nó bị cùn thì chúng ta dùng với V-Loop 40 này để chúng ta xịt lên, nó cũng sẽ có nhiều cái sắc hơn và nó sáng sủa hơn, không cũ kỹ như trước. Và ngoài ra cái V-Loop 40 nó còn dùng cho chúng ta ở trong những cái trường hợp trong gia đình. Thí dụ như quý vị trong cái nhà cầu, cái bồn cầu của quý vị nó không được sạch sẽ, quý vị xịt V-Loop 40 vào, nó cũng có thể giúp chúng ta chùi sạch sẽ mà nó lại khử trùng luôn. Cho nên đấy là một vài cái tư tưởng mà anh chàng ký giả của Home Depot Princeton, anh ta mách cho những người dùng là như thế. Rồi chúng ta có bản tin tiếp theo là trong cái thứ ba vừa rồi, ở trong cái thành phố gọi là biên giới của Texas và Mexico, thành phố Brownville là thành phố gần ở bên bên kia là Nogales, ở bên Texas là vùng của biên giới, ngay cả chỗ về phi trường, con đường đi về Houston. Một trong những cái sự kiện ngạc nhiên nhất cho đối với các quý vị biên phòng, vào lúc 5 giờ chiều khi một nhân viên biên phòng an ninh đi tuần đến cái dọc đường của biên giới đi về Mexico, ở ngã ba tự nhiên phát hiện một cháu trai mới có 3 tuổi đứng khóc một mình và có vẻ sợ hãi vì trời sắp tối. Thì ông cảnh sát biên phòng này đã bồng cháu đưa về văn phòng và cái trại tập trung của các trẻ em mà không có cha mẹ, không có người lớn đi theo. Ngạc nhiên, họ đọc thấy ở trên cái giày của cháu có tên, có số điện thoại. Điều này cho thấy rằng là những cái tay gọi là smuggler, những cái tay buôn người, nó đã dẫn cháu từ bên Mexico qua, xong rồi đến dọc đường nó bỏ rơi đứa bé ở đó. Nó biết thế nào sớm muộn có cảnh sát đến, nhưng mà nó không nghĩ đến cái chuyện nguy hiểm ở trong rừng. Cho nên cái bọn buôn người này rất là tệ hại. Thế thì sau đó mới đưa về một cái trại tập trung, nơi đó đã có sẵn hàng ngàn các trẻ em không có cha mẹ đi theo. Theo những thống kê của Sở Homeland Security thì trong tháng 3 vừa rồi họ đã giữ được đến 9.000 các cháu bé dưới 18 tuổi, từ vài tuổi cho đến 15-16 tuổi. Riêng tháng 3 đã bắt được 9.000. Còn nếu mà kể từ tháng riêng đến bây giờ thì nó cũng phải trên 20.000. Và họ đã giải quyết được một số, hiện nay cũng còn vào khoảng độ 15.000 các cháu ở trong những cái trại tập trung của những thiếu niên, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi mà không có người thân đi theo.
Một cái sự kiện mà mọi người đều công nhận rằng những cái tay buôn người của Mỹ Tây Cơ nó làm rất nhiều tiền. Bởi vì cái số người họ ra đi mỗi ngày một đông hơn. Người ta tính ra kể từ hồi tháng Giêng đến bây giờ, tổng cộng cái số người mà đã vượt biên giới ở bên Mỹ Tây Cơ Guatemala để đi về phía Mỹ lên đến hàng trăm ngàn người, chứ không phải là một hai người. Chắc quý vị nhớ thống kê trong cái tháng tháng Giêng là 76.000 người, đến tháng 2 nó lên đến 90.000 người, và đến tháng 3 vừa rồi lên đến trên 100.000 người. Thế thì mình cứ tính sơ 3 tháng đó là khoảng độ 300.000 người rồi, quý vị thấy chưa? Thế mà cái chính sách này nó vẫn không có ngừng, vì nó vẫn được kích thích bởi những cái tay phá hoại như là George Soros, rồi cộng thêm cái bọn buôn người bên Mỹ Tây Cơ, rồi lại cộng thêm cái đời sống nghèo đói của dân chúng Honduras, dân chúng của El Salvador, dân chúng của bên Guatemala. Thành thử ra họ đua nhau đi vào nước Mỹ bằng cách vượt qua biên giới. Thế rồi chính phủ của Mỹ Tây Cơ đã có lúc chặn lại, nhưng rồi một thời gian thấy nhiều quá, Mỹ yêu cầu người ta bây giờ bắt đầu bắt lại. Trong cái tuần vừa rồi họ đã bắt trả về bên kia biên giới Guatemala trên 3.000 người. Nhưng mà cái số người tràn qua bên biên giới thì lên đến hàng chục ngàn người, chứ không phải là 2-3.000 người. Cho nên Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo ngày hôm qua đã nói rằng là có thể Tổng thống sẽ phải đưa thêm quân đội xuống biên giới để giúp cho những nhân viên canh phòng được làm việc có hiệu quả hơn, đồng thời tránh những cái chuyện xảy ra đáng tiếc như là lính Mỹ áp lực với biên phòng để mà làm những chuyện khó khăn. Và cái sự kiện này thì cho đến bây giờ bà Sandra của tham vụ báo chí Tòa Bạch Cung nói rằng vâng, Tổng thống đang sửa soạn những cái chương trình để gửi thêm binh lính. Thì chắc bây giờ quý vị cũng muốn biết hiện thời binh lính Mỹ ở bên biên giới Mỹ Tây Cơ là từ California về đến Texas là bao nhiêu? Vào khoảng là 4.875 người. Và tương lai con số này sẽ lên đến 5-6.000 người. Có như thế, may ra mới chặn được phong trào di cư từ bên biên giới về Hoa Kỳ. Mà ông Tổng thống Maduro, ông Tổng thống Obrador, nó rất dễ lộn giữa Obrador và Maduro. Tên Mỹ nó gần gần giống nhau. Thì Obrador nói rằng là chúng tôi sẽ tuân theo đường lối của Tổng thống Donald Trump để chặn bớt những con người ở bên biên giới miền Nam trở lên. Lý do là vì Mỹ đã cho Mỹ Tây Cơ 5 tỷ 600 triệu đô la viện trợ kể từ hồi tháng 12 cho đến bây giờ, để nâng cao đời sống của dân chúng, mở những công ty để làm ăn, mở chỗ huấn luyện, nghề nghiệp, giúp cho những người di cư họ được có việc làm ngay tại Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà tiếc rằng cái con số đến Mỹ không phải là để sống ở Mỹ, họ chỉ mơ được vào Hoa Kỳ. Bởi vì họ biết rằng là những đảng Dân Chủ vẫn từng tuyên bố khi mà họ vào đến nước Hoa Kỳ, họ được hưởng những cái quyền lợi của một công dân Mỹ, mặc dù họ là bất hợp pháp, chưa có quyền quốc tịch. Họ được welfare, họ được Medicare, họ được housing, họ được education. Vì thế cho nên cái giấc mơ của Hoa Kỳ nó lôi kéo con người không thể nào ngừng để mà dấn thân vào nước Mỹ. Rồi chúng ta lại có một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện liên quan đến vấn đề. Lâu nay quý vị, người Việt Nam chúng ta hay học cái lớp gọi là H&R Block, tức là cái lớp dạy về khai thuế. Trong cái lớp dạy về khai thuế này, học ngắn hạn và họ giúp mình có bằng thi để mà mở cái văn phòng khai thuế. Thế thì với cái sự kiện học một vài tuần, một vài tháng để có thể một nghề để làm kiếm ra tiền một cách dễ dàng, người Việt Nam tham dự rất đông. Và chẳng bao lâu, cái công ty khai thuế này nó đã trở thành tỷ phú cho cái người sáng lập. Đó là cái ông gọi là Henry Block. Ông Henry Block là một nhà kế toán. Xuất thân ông ta là một nhà giáo sư dạy về math rất giỏi. Ở vùng Kansas City, ông xuất thân trong một gia đình giàu có. Bố là luật sư, mẹ là một nhà buôn. Có 3 anh em trai. Thì trong đó một anh em trai thì lại làm cái nghề gọi là dính dáng vào vấn đề bệnh viện, y tế. Còn 2 anh em trai là thằng Henry và thằng Richard. Thì Henry và Richard đứng ra
mở một văn phòng về kế toán, của lúc đầu là bookkeeping. Đi xa hơn nữa cho biết rằng Henry Block là một cựu chiến binh Hoa Kỳ, đã từng tham gia nhiều trận chiến trong đệ nhị thế chiến. Ông là một phi công của không lực Hoa Kỳ. Ông phi công thuộc loại lái B-17. Và sau khi chiến tranh đệ nhị chấm dứt, ông trở về đời sống dân sự, đi học lấy bằng chuyên môn về kế toán. Rồi sau đó mở cái văn phòng gọi là Bookkeeping, United Bookkeeping Company ở Kansas City. Và người em sau khi tốt nghiệp đại học cũng là hợp tác với anh làm việc ở công ty Bookkeeping. Bởi vì cái nghề đi dạy lúc bây giờ lương không cao, và mở ra kế toán để lo vấn đề thuế má, vấn đề sổ sách, vấn đề buôn bán cho các công ty lớn. Vì nhờ cái uy tín của người cha là luật sư cho nên có rất nhiều khách hàng. Một thời gian sau đó thì ông phát triển mạnh. Ông đã mở chi nhánh ở một vài nơi. Và sau khi bàn tán với gia đình, ông vay $5,000 để mở một cái trung tâm huấn luyện về thuế má. Cái công ty thuế má đầu tiên của ông mở ra vào năm 1995. Lấy cái tên là H&R Block. H tức là Henry, R tức là Richard Block. Henry and Richard Block. Công ty đã trở thành nổi tiếng của Hoa Kỳ và đã đem về lợi tức cho ông hàng trăm triệu đô la. Và sau này trở thành công ty bạc tỷ. Ông là một người rất tốt, đóng tiền rất nhiều cho các cơ quan từ thiện. Ông đã bỏ hàng trăm triệu đô la, ông mua những cái tác phẩm danh họa của thế giới để về mở ra cuộc triển lãm. Và một thời gian sau, vào khoảng năm 2015, ông bắt đầu biếu, donate cho các charity về những cái danh họa mà ông mua được, trị giá lên đến hàng trăm triệu đô la. Và ông trở thành người nổi tiếng. Và khi đó thì có một vị dân biểu tên ông ta là Emmanuel Cleaver. Emmanuel Cleaver là một người da đen, nhưng là một người thị trưởng đầu tiên ở trong cái tuổi đệ nhị thế chiến của ông, đó là thành phố Kansas City Mayor. Hôm qua khi nghe nhận được tin ông Henry Block qua đời, thọ 96 tuổi ở Kansas City, ông đương kim dân biểu Emmanuel Cleaver nói rằng là nếu không có một người như là ông Henry Block thì không có dân biểu da đen Cleaver hôm nay. Và được biết rằng đây là một gia đình nổi tiếng của Kansas City, đã được ca tụng bởi dân chúng, ca tụng bởi chính quyền. Và người em ruột mà đã cùng hợp tác mở Extra Block là ông Richard thì đã qua đời từ năm 2004, tức là cách đây 15 năm. Còn người anh Henry thì mới qua đời cách đây 2 ngày. Và ông dân biểu Emmanuel Cleaver đã mở một cuộc cái tổ chức truy điệu ông Asa Block đối với dân chúng của Kansas City, và đã có bức tượng bằng đồng để kỷ niệm người anh hùng của đệ nhị thế chiến và là một nhà mạnh thường quân của các công ty từ thiện của Hoa Kỳ nói chung và Kansas City nói riêng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.